Lô lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè mày. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ mua một cái nón 6 dân với giá 5 kim, khá là hợp lý nè mày. Cho đường môn quá hợp lý luôn. Rồi, thời gian chậm thông pháp, phòng thủ lý 23, quá pin. Anh em ơi, tại với những cái món đồ như thế này á, thì thực sự là rất là người kén người đỡ xa. Tại vì phải ít nhất phải đủ set hiệp cốt hoặc đủ set ăn ban thì mới xài được nè. Thì hiện tại Khải cũng đã đủ set hiệp cốt rồi. Thì mình mua set hiệp cốt thì anh em trong bang như là anh mở ra cũng, chung là set này tầm gần 3 triệu nè. Đó. Nói chung cũng ok. Rồi giờ set hiệp cốt mát như nè. Mọi người sẽ nghiên cứu phải lên đồ cho anh em xem, lên đảo cho anh em xem nha. Set hiệp cốt mát đây. Rồi 40 24. Rồi được ngọc bội 2% nữa là 5% là mát nè. Hôm nay cũng tương đối ổn. Xong bên và 3 tất cả. Rồi áo phục là phục hồi 50. Rồi ok. Sau khi mua được cái nón thì bây giờ Khải sẽ lên đảo Khải coi thằng mang đồ như thế nào đây. Anh em đợi một chút nha. Rồi ok, lên đảo thôi anh em ơi. Đây anh em ơi, trước thì Khải mua đôi giày này 2 kim. Tóc kháng hò trong 40 cũng được, hợp lý nè. Ok, lên đảo anh em ơi. Thì hai món này vô cái cho nó ok nè. Hôm trước là Khải định mang cái nón chống 40 nữa để đừng đạt 80 chón 80 chậm. Nhưng mà mang cái nón chó 40 thì lại không có hùng thú nè. Nên là tầm này vẫn giữ đai lưng đi. Đai lưng này cũng tương đối đẹp nữa nè. Bỏ đai lưng đi uổng quá. Nên là thôi, mang giày và đai lưng là hợp lý nè. Rồi nón sẽ đi hướng ở đôi giày. Nón sẽ đi hướng thú lý. Nhưng nón vừa mua khá đẹp nè. Đây. Rồi. Bây giờ nón mang cái nón này vô thì làm chậm được 100. Chắc làm chậm kèm với cái mi thì lên được 120. Đó. Cái nón này nó có 20 làm chậm thôi nè. Đó. Cũng được, họ thay đôi giày vô. Ok. Thay đôi giày này vào thì tốc độ nó chạy chậm đi mất một tóc nè. Khá là đáng tiếc ở đôi giày. Tóc có 28 thôi. Đây nè. Này 30 đẹp nha. Hơi tiếc ở đôi giày. Rồi thay cái nón này vô. Hợp lý không nè, được 8 thêm thông pháp nữa. 150 chậm. 150 chậm. Rồi 70 chón. Hợp lý không? Mà tính ra đôi giày hơi chậm, hơi tiếc nè mà. Chỉ tiếc đôi giày. Đôi giày mà tóc 30 được nè. Tóc 28 mít được 2% tóc. Thêm 2% nữa thì tốc độ chạy chỗ này sẽ nhảy lên được 23. Nó sẽ đẹp hơn. Đó, đôi giày trước thì 23. Giày trước thì tóc 35 lận. Nên là được một móc nữa là 23. Bên này giày vô còn 20 à. Được 22. Ok, được rồi. Đây là điểm. Rồi. Vừa rồi Khải nhận cái con đại bàng này tên kháng tất cả 1. Hiện tại thì hết trang sức nè. Có trang sức thì tất cả dạng kháng sẽ lên 5% nữa nè. Và dạng kháng sẽ lên tương đối 4x. Tất cả 4x. Đang mang sách hiệu cốt này nè. 40 mát này. Áo 50 mát này. Đây. Đây là áo luôn. Đó. 10 mát này. Rồi nhận mát này. Ngọc bội tương đối tầm trung. Nhận 540. Tay 540. Nón thủ thủy 500. Thông pháp. Đài kháng họ chón sinh khí, sinh lực lực. Và đôi giày cũng vậy. Nói chung là tương đối nè. Rồi đã tăng đêm đam lên cho anh em coi. Trước là tăng 570 mấy luôn. 575. Này năm nhiêu 6.000. Là 580 lúc tay 4.007 201 bố được 3k này. Ok nè. Tao bây giờ tầm này đợi lên 110 nè. Ở server này thì 110 sẽ có skin 120 nè. Nút vào là mình sẽ lướt lướt nữa là ok luôn nè. Lướt lướt nữa là ok luôn. Rồi này thiếu kháng cả năm ở cái trang sức nữa nè. Tiếp theo là thêm 5% nữa là ok. Này kháng cả năm nè. Kháng cả năm nè. Đó. Rồi nếu có phi phong nữa thì kháng cả 10 nữa là trâu nữa. Đó. Rồi ok. Anh em xem video lần này thì sự thay đổi lần này thì đừng quên đón lại cho đường môn Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên cho Khải nút đăng ký cũng như là ủng hộ một subscribe ủng hộ cho anh em. Và Khải sẽ hay ra những clip lên đảo như là mua đồ gì đó hot hot trang bị cho đường môn. Khải sẽ lên đồ cho anh em xem.
Đó. Cảm ơn em rất nhiều nha. Kính chúc em vui vẻ. Bye bye.